Rồi, hôm nay tôi quay màn hình nhưng mà nó không có xuất hiện trên đó. À, tôi đã chế ra được cách mới. Các bạn sẽ không bị cản trở bởi cô mắt. Cản trở tầm nhìn. À, chúng ta đi nói về tí cái phần sự suy ngẫm. Sau khi một hôm trước chúng ta đã phân tích rất là te tua tơi tả tan tành rồi đó ha. Và mọi người ai cũng là mở tròn xe đôi mắt lên nhé, không bị buồn ngủ. Tức là có một người bị buồn ngủ. Người đó đã ngủ luôn à. Thôi bây giờ mình tiếp. Cái số 1 đây là cái câu hỏi. Duyên tạo ra ta hay ta tạo ra duyên? Người không có kế hoạch cuộc đời là duyên tạo ra họ. Người có kế hoạch cuộc đời là ta tạo ra duyên. Nhớ chồng. Giải thích thêm anh. Mời chút. Người không có kế hoạch cuộc đời thì duyên tạo ra họ, tại vì họ không biết họ sẽ đi về đâu, họ làm gì á, thì họ là tùy duyên. Thì khi mà họ nói tùy duyên thì tất cả mọi thứ đến với họ mà họ không có ý thức được cái điều đó là duyên tạo ra họ. Còn khi mà người có kế hoạch cuộc đời tức là mình ý thức được là mình sẽ làm điều gì, điều đó dẫn đến vấn đề gì, thì mình đang chủ động để liên kết với duyên, mình chủ động tạo ra duyên. Cái ví dụ cụ thể hơn nào? Mọi người cho một ví dụ. Ví dụ đi. Ý là con để ý là biết nè, mỗi lần con bé chọn là nghi
phải hướng dẫn thì thầy chỉ là thầy con chỉ bé cháu nghe nha. Nó biết có một tiếng không ơi. Nó biết được cái gì đó. Phiếu thì còn có 8 phiếu. Trời ơi, tỷ lệ mất tiêu là thì mới bắt nó làm lại ra. Có còn cảm xúc không? Được. Nên là tại đến hồi tưởng. Phiếu này bị thiếu. Không gì. Okay. Rồi, bên vô đúng được hai phiếu này. Rồi, giấy ký đặc sắc nè. Chị đã thiếu bổ sung luôn hả? Hả? Thiếu một cái nữa. Sao là ngày cũng đây khi nhờ bác bổ sung. Con khác liên tục, liên tục, liên tục. Vậy thôi, Du đi làm tổ chức chương trình làm gì, Du phát hay cho nó làm mẹ cho gọi đi. Cần tổ chức chương trình gì nữa. Đó, cho nên nó cái chuyện mà cái chuyện mà rất là sát sao trong cái việc nó phải hướng dẫn cho tụi nó làm rất là kỹ, mà thấy cái nào không được chẳng chứ về phải làm lại ngay chỗ đó thì được, chứ mà sao cái đó làm sao làm nó đã khác rồi. Phải sáng tạo con quỷ không, nó sáng với chị nó sáng sơ mít luôn. Sai hai phiếu bệnh hả? Hai phiếu, thiếu một phiếu mà coi như mất ba phiếu rồi, có 10 mất 3 còn có 7 phiếu. Về ví dụ này, thời gian đăng ký dự cuốn học mình biết là nó có
ảnh hưởng gì đến cái hạnh cuộc đời của mình, nó có sự lợi gì hạnh của cái hạnh cuộc đời của mình, thì mình chủ động mình liên hệ với cái người hướng dẫn đó để mình chủ động mình tạo ra cái duyên tốt lành cho mình. Là người mà ta có ý thức về cái hạnh cuộc đời, người ta chủ động người ta tạo ra cái duyên thuận lợi cho trên cái con đường thăng tiến của người ta. Ok, được lý rồi, duyên tạo ra ta và ta tạo lấy duyên. Hay là có một cái gì kiểu như thường như tốt á, thì nếu mà không có làm gì á thì gia đình con sẽ thường đặc tính như là sẽ ngồi quây quần như hoặc là ngồi nhậu bàn tán những cái chuyện không có lợi ích. Thì đó là cái người mà không có mục đích gì hết thì họ cứ để cho những thói quen hoặc những tập tính cũ cứ mỗi năm như vậy để đến với mình cứ làm y chang như vậy, không có sự lợi ích gì hết. Nhưng mà nếu năm nay con có ý thức là nếu mình dùng các khoảng thời gian đó tạo cơ hội để gia đình mình có thể đi đến chùa nè, hoặc là làm một công việc đó nó tốt lành, thì mình đang tạo cái cơ hội, tạo cái duyên tốt để cho gia đình mình tiếp cận cái duyên tốt đẹp. Mình đang tạo ra duyên với gia duyên tốt với gia đình của mình, đúng không? Đúng. Cái này con không biết là phải không nha, là nói là ví dụ như một con thi tuyển sinh hồi năm lớp 9 á, là dĩ nhiên con có, tại vì con đến được cái trung tâm này là nhờ con có cái sự sự tìm hiểu, con có lên confession, con thấy cái confession của chị Nguyên á, thì con mới cùng với là con cần sự giúp đỡ gì đó, thế con mới muốn đi thử, rồi con mới lại đây con thi, là con có sự tìm cầu rồi con mới tới đây, là con mới biết ở đây mà con học ở đây. Nếu như mà so với một người thường họ không có muốn thi thử, họ không có muốn nhận được sự giúp đỡ của những chị khóa trên, thì ba mẹ họ đặt họ ở đâu thì họ ở đó thôi, thì ba mẹ họ cho học chỗ này học chỗ này, trước khi học trước kia, là họ không có được quyết định cái chỗ học muốn học, nên là con đã chủ động tìm cái chỗ này và quyết định học chỗ này, là nó có phải là con tạo ra duyên không? Được. Cái là cái chi mà du chủ động, du không phải bị động, thì du là chủ động tạo. Còn nếu cái gì mà vua nể cho thôi đi kệ đi, nào tới tới đó, nào tới tính sau cũng được, tha là duyên tạo ra vua chứ không phải vua tạo ra vua. Ví dụ thêm đi, tôi thấy ở đây là còn nhiều lắm, nhiều thứ. Ví dụ như cái đồng hành, nếu mà trước kia mình không có cái đồng hành thì mấy bác chỉ đến đây học rồi nó chỉ được tiếp cận với những kiến thức phổ thông thôi, rồi những vấn đề khác thì nó cũng không được tiếp cận đó, thì nó sẽ học hỏi những vấn đề hoạt động đến với nó thì nếu có tham gia thì nó tham gia thôi. Nhưng mà từ khi đó là nó không có chủ động việc mình, nó tạo ra cái duyên tốt lành, nhưng mà khi có nhóm đồng hành thì mình thiết kế ra các hoạt động để mình ý thức được là mình sẽ tạo những cái điều kiện tốt lành, môi trường tốt lành, những điều kiện thuận lợi để các bé có thể tiếp cận những môi trường thân thiết để hình thành nên cái thói quen tốt lành mà mình đang tạo ra duyên tốt lành cho các bé. Nó hơi bị đói đúng không? Đúng rồi, con hơi bị đói, con với là con phải tiếp cận ở cái đất để khúc cuối thì đúng rồi, khúc đầu thì con đúng rồi, con mới con mới chứ kìa. Vui làm giáo dục, vui làm giáo dục hay giáo dục làm vui? Đó, tức là vui đang phải thích cái chỗ đó. Cái khi mà vui đang làm giáo dục thì vui chủ động, vui biết cái gì mới làm và cái gì không làm, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Vì vậy vui tạo ra cái nhóm đồng hành, vui tạo ra những hoạt động, vui biết sử dụng những câu lạc bộ, những hoạt động, những ngoại khóa, những chương trình, những thứ ở đây để mà vui giáo dục cho những cái người đến đây thụ hưởng môi trường này. Tức là vui biết làm giáo dục, vui tạo ra giáo dục. Còn nếu không mà giáo dục tạo ra vô, tại vì vô muốn làm giáo dục kiếm tiền thôi, thì giáo dục tạo ra vô là một con người lợi dụng giáo dục để kiếm tiền thôi. Nghèo chúng còn nữa nè, còn ba vị cấp
sư tổ chưa có ví dụ. Em chia sẻ chút cái giai đoạn mà chưa biết đến một cái cuộc đời là gì á. Vâng. Lúc mà em đang đi làm ma nó chết một buổi chén. Ừ. Thì thật ra lúc đó cái vấn đề mà thật ra một buổi cũng được 50 ngàn, cũng không được gọi là ít. Lúc đó tạm một buổi sống. Nhưng mà cái mà nghĩ đến nhiều nhất á là sau này mình ra mình sẽ làm đi làm người bán nước rửa chén, người giáo viên. Ồ, mà tự nhiên bây giờ là ngồi làm nước rửa chén. Mặc dù bây giờ nó có thể kiếm tiền mà kiếm rất là nhanh nữa, làm cái gì có được tiền sản phẩm liền. Nhưng mà rồi nó đâu có lợi gì cho chính mình đâu. Được. Mà lúc đó nhìn lại lớp mình thấy nhiều người người ta cũng đang làm cái điều đó, pha nước rửa chén, đi gì chạy tiệc, rồi giữ xe, rồi đi làm thợ hồ, cái gì cũng có hết. Thì nghĩ tới nếu mà mình cũng muốn như người ta như vậy thì mình không thể nào mà mình kiên trì và mình đạt đến cái mục đích mà mình muốn là mình trở thành một cái người đi dạy người ta. Thì mình sẽ làm cái gì lúc đó là mới mong men trở lại trung tâm với ý định là sẽ đi dạy. Là lúc mà chị đưa giấy là lúc đó là đã như thế đó. Ở vậy giống như là đúng ngay thời điểm luôn á, là bắt liền đi dạy để tạo cho mình một cái gì. Và bây giờ nếu mình để nhìn lại luôn so với các bạn của mình thì khi mà mình không chủ động được cái gì là bây giờ là mọi người đi mỗi người một ngã và không thể nào mà đạt được cái mà ta muốn, dù trong đó nhiều người người ta vẫn muốn làm cho đi. Rồi vấn đề rất quan trọng bây giờ đọc được trong này chính xác. Đó thì cũng là cái mà nếu mà mình kỹ hơn á thì mình sẽ thấy được cái mức độ nó như thế. Nói ví dụ tự dưng cái đầu nó trường có chuyện là đau ra đối với cái người ít nhất là cái người mà muốn có chuyện làm thôi, chưa nói gì đến cái chuyện là muốn làm được cái nọ cái kia hay lớn lao hay là này cái nọ. Thì muốn có chỗ rồi chú sứ rồi lương lương giá. Chứ nếu như mà mình để thôi nào tới nào ra trường đi hay thì hay luôn nè. Vậy thì rõ ràng là người ta không có biết quý những cái cơ hội mà người ta đang có, tức là cái tuổi thanh xuân đó người ta làm sao biết. Lúc đó thì người ta chỉ biết hưởng thụ chơi bời yếu lò ca hát. Cho cái ra trường cái người ta đậu có việc làm, chỉ gói gan lên duyên đang tạo lên người ta, chứ người ta đâu có tạo ra duyên đâu. Cũng vậy, ví dụ như có một cái người đẹp nè, đẹp trời, nó có một cái người lợi đi, tôi muốn vô đây làm, tôi muốn được gì bà túi gì đó. Chứ cái tôi kêu lên trên lầu đó nhảy xuống thì không chết thì tôi cho làm vậy. Thế cái chuyện cũng phải có một cái sự đầu tư nhất định, chứ phải tự nhiên chân trời lướt xuống thì đâu có chân trời lướt xuống nè. Mà người ta thường thường là người ta mong muốn cái chân trời lướt xuống vậy đó. Có một bạn từng nói tin với con là chúng đến đây để tham gia những vấn đề làm công việc để tạo những sự kiện như mình thế đó. Họ cũng có người nhắn với tôi muốn làm thì cái kiểu tôi hỏi rất là nhiều lý do gì tôi cho bằng là bạn là ai như là ai chứ bạn nói cho tôi, bạn thuyết phục được tôi đi, lý do nào tôi cho bạn làm được thì ok, bạn thuyết phục được chuyện đó là tôi cho, tôi thoải mái để cho các bạn làm hết được. Chứ nếu mà bạn không có lý do mà chỉ bạn thích thì thôi đi chết đi, sống làm gì chuyện là làm gì. Vì thì nếu như một cái người khôn ngoan người ta không phải nói như vậy, mà một người khôn ngoan người ta đến, người ta tìm hiểu, người ta gắn bó rồi người ta làm được cái điều người ta muốn à, hiểu không? Đó, hết nhớ lắm, chứ đâu phải tự nhiên, không có gì tự nhiên. Cũng như vậy, ví dụ một ngày đẹp nào đó, cái đứa nào đó cái nó phân bì dục lạc. Ồ, muốn được giống như mức lạc. Tôi biết là cái tim nó thổn thức. Người ta ngại là đã chọn. Mới làm cho nó đọc nhanh hơn. Đổ mặt. Trời thế kia cũng lên trên lầu nhảy xuống thì không chết chứ cho vậy. Cái gì cũng phải là có một cái thời gian đầu tư công sức, có một cái mục đích rõ ràng chứ.
Giáo phải tự dưng giữ cái đường về đâu có, không có bao giờ. Hiểu chưa, hiểu không? Mọi thứ nó đều phải như vậy. Đó là Duyên tạo ra, chứ đừng có để Duyên tạo ra mình. Duyên tạo ra mình thì nó tạo ra gì đó. Như là Du đi rang cớm đó, biết không? Du bỏ gạo vô thì nó ra cớm. Du bóc đất thì bỏ vô nó ra gì? Nhà nướng đi. Đó thì mới cái thứ đó. Đó là mình bỏ cái gì vô thì nó ra đó thôi. Nhân quả má. Nhân quả. Không, Du mình nhớ ra gì cũng vô tế nghĩ đi. Không, không hồn. Tưởng tượng như bơm cỏ đang ngồi ghế một quả lúc con biết là sắp tới bà tưởng tượng này một tạ đó mà từ trên ghế này mình gớt xuống đất cái chuyện gì xảy ra rung rinh rung rinh ai cũng biết một mình cũng không biết cái gì vậy cái gì nhắm hết cái gì cũng không nhắm hết cái là nghiệp con trả cho con nó tới cái con trả cho nó vậy là ngày xưa con cũng làm cái hành động với một đứa nào đó bây giờ nó làm để con coi như là con đã trả nhất con quan hỷ nhưng mà đúng rồi lúc đó con không có đó là sao chỉ có cho con đi thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không có chủ động tạo ra duyên ấy, thì duyên nó tạo ra chúng ta một cách chủ động mà thì ai chủ động đó, thì người đó nhờ thôi. Mình không chủ động thì mình bị động vậy thôi à. Mà đời á thì thôi chủ động lúc nào nó cũng tốt hơn là bị động vậy đó. Nên là tôi rất là khuyến cái cố gắng làm sao để cho các bạn cái sự chủ động gì mà các bạn chủ động từ từ rồi phải động đậy mà duyên tạo ra tạo ra duyên thôi. Bên đây còn hai người ví dụ tôi muốn dạy nó mà tôi có để nó dưới giới không có tạo được gì hết, cũng không có cái sự thân cận, không có cho nó tiếp cận với cái điều tốt thì nó cũng sẽ thì nó đi theo điều của nó, đúng rồi, thì nó cũng giống như kiểu bây giờ vậy thôi đó. Thì khi cái đó là để cho duyên nó tạo ra nó. Thì giống như hồi năm rồi thì tôi cũng quyết định là cho nó lên đây học để cho nó tiếp cận với môi trường được học được thấy các bạn nó đang học đang phát triển như thế này thế kia nè. Rồi tập cho nó đọc sách, tập cho nó đọc cái này cái kia, rồi cho nó có cái sự hiểu biết về cái việc mà giữ giới này nọ đó thì nhà nó đỡ hơn, nó có sự khác. Và năm sau nó cũng muốn lên để chuẩn bị là kêu là dành chuẩn bị để dành tiền sẵn đi, năm sau sẽ đi ngoại khóa một tuần lận đó, cái mẹ chú sẽ bị chuẩn bị, mẹ có tiền để dành, không có tiền nhiều lắm. Con dạy út dạy út thế thì cái một cái gì ngẫm á, cái gì mới thấy được nó thù thắng, tức là ta tạo ra được hết à. Nó là cái gì tạo được cái mạng là lao gì bỏ nó nhỏ dữ tạo được chứ không được. Vậy mới thấy là mình có đủ tư hẳn, mình có đủ sự hiểu biết, mình tạo cho mình cũng được, mình tạo cho người cũng được nữa. Rồi tiếp theo ví dụ như cô tôi đấy, và cô bữa hổm qua đây học nè, thì mặc dù không phải là chủ động để bả lên trên này được, nhưng mà khi cô lên thì đáng lý ra giống như hồi trước á, thì chỉ hẹn cô gặp rồi hai cô chờ đi ăn thôi, thì cái thói có quen là vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì có sự chủ động là kiếm cái đúng rồi cho cổ qua bên đây. Thứ nhất là cổ biết được tôi đây tôi học cái gì, tôi làm ở cái môi trường nào, biết được cái chỗ mà tôi làm. Rồi sau đó khi mà về thì có nói chuyện với cô đó là thì trao đổi nguyên một cái đoạn đường về luôn là tại sao phải có cái nhóm đồng hành, rồi tại sao mà tụi em phải làm như thế này làm thế kia. Rồi cổ sẽ mặc dù không phải, nhưng mà cổ sẽ không bớt cái chuyện là mỗi lần mỗi trường có cái đúng rồi có tiễn hay gì đó thì điện thôi về đi kiểu này từ từ cái này sẽ làm cái duyên để mà khi mốt về có thể nói chuyện được với cổ những thứ mà mình làm. Còn thay vì lúc trước thì về sẽ không có cơ hội nào mà có thể nói được là mình làm cái gì hết. Rồi bắt đầu nó còn mình rộng hơn nữa. Đó chính là mình tạo ra cả một cái mạng lưới nhân duyên
để mà ít nhất khi mà cổ muốn làm một cái điều gì đó cho học trò ấy, cổ nhớ là cổ sẽ biết đó mình có biết được cái gì như vậy, mình làm này nó đúng không ta, mình làm này nó nên không ta, mình làm gì nó có bậy chỗ nào không ta đó. Bất kỳ chuyện gì mình làm mình cũng suy nghĩ vậy đó. Cổ dưới quê cũng có sự ảnh hưởng với tụi nhỏ nhiều, giải thêm rất là nhiều đó. Đó là một cái cách mà chúng ta tạo ra chứ. Nó chủ động. Nó sẽ chủ động hơn. Ủa mà khi mà các bạn mà rơi vào trong một cái sự là chủ động rồi đó, các bạn thấy nè, ôi mình sống nó đỡ khổ dữ lắm. Cái gì đâu, thảo ra. Xong nó tới cái lúc mà quả nó trả về một lượt á, hồi xưa nó quả nó trả về một sức. Còn mình không có tạo ra gì chứ. Thì mấy cái quả mà toàn là trái rừng mà mình gieo đó, thì nó một hình rừng rồi đó, mình vô đó mình hái cà na rừng ăn thôi. Chứ làm gì mà có cây ăn trái chứ, chứ lưu lệ cái lựu này kia nọ đúng không? Vậy thì mình phải tạo ra mới có, không tạo ra là không có. Rất quan trọng ta tạo ra gì khá như vậy đó. Tiếp trường hợp của ngươi là duyên tạo nó đã có. Rồi giờ phân tích đi. Thì cái chuyện nếu như mà bà có kế hoạch cuộc đời, bà cũng theo với kế hoạch cuộc đời của bà, thì khi mà gặp một cái sự cố hay một vấn đề gì đó xảy ra, thì cái việc mà bà suy xét tất cả mọi thứ thì nó sẽ suy xét trên cái mục đích của bà, thì có nghĩa bà sẽ không bị rơi vào cái vòng xoáy đó. Còn nếu như bà không có mục đích cuộc đời thì mọi thứ đến tự nhiên và bà đón nhận nó một cách tự nhiên, thế là bà sẽ quay tròn với những cái vấn đề đang xảy ra đó. Cái sâu lớn hơn chút nữa. Đi, sâu đi. Nếu như mà ở trường hợp đó bả tạo ra duyên, bả hoàn toàn sao ta, bả sẽ có hai hướng lựa chọn, một là bả tạo ra duyên và hai là bả để duyên tạo như bả. Có nghĩa là khi mà đứng trước cái sự lựa chọn mà khi bả gặp một cái vấn đề như vậy, nếu mà bả tạo ra duyên, bả sẽ xây dựng một cái môi trường hoàn toàn mới cho gia đình bả. Bả có quyền lựa chọn, bả có quyền tạo ra một môi trường lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho những người xung quanh bả với một cái sự cố đó. Còn nếu như mà bà không lựa chọn làm chủ thì bà chính bản thân bà thì sẽ quay về cái nơi đó và để cho bà lao vào cái vòng tròn đó. Tức là khi mà gặp một cái chuyện mà nó lớn như vậy đó, các bạn mới chia sẻ ra là cái chuyện đó trước đó mình có dự trù là nó có thể xảy ra. Vì nếu mình trước đó mình dự trù là nó có thể xảy ra, ví dụ mình đem hương ra làm đối tượng mình phân tích, thì khả dĩ cái chuyện mà nó xảy ra giống như hiện tại là điều có thể dự biết. Đúng. Hoàn toàn có thể dự biết được, chứ không phải là nó vượt qua cái khả năng dự biết của mình. Hoàn toàn mình dự báo để mình nhận biết được cái điều này. Chuẩn bị gì cho nó? Dạ, như vậy thì mình chuẩn bị gì? Dạ, lựa chọn nào là lựa chọn tốt? Dạ, mình có lựa chọn tốt không? Hay là mình để cho duyên dẫn mình đi? Nếu như có cái lựa chọn tối ưu mà mình không lựa chọn tối ưu đó, mình lựa chọn cái không tối ưu, nghĩa là mình để duyên tạo được. Đây. Như vậy thì bắt đầu cái mình để quay trở về, mình trả lời cái câu hỏi đó. Vậy thì mình... cái nào là tối ưu? Đúng, cái nào là tối ưu. Ví dụ như bây giờ Hương được. Thì hiện tại bây giờ Hương vẫn đi, phải đi dạy, vẫn phải đi làm. Vậy thì cái lý do mà để ở nhà để chăm sóc cho mẹ, cho ngoại không hợp lý thì nó không phải là lý do. Chính xác. Như vậy bây giờ vẫn phải đi làm thôi, chỉ là nó gần hơn thôi, chứ không phải là nó hoàn toàn để có thể chăm sóc được giống như cái gì mà mình chỉ là tối về gặp mặt nhau được. Đúng, thì như vậy rõ ràng là mình thấy cái lý do ban đầu không phải là cái lý do. Vậy thì lý do ban đầu phải nên được chuyển đổi
hoặc một cái khác nữa chính xác hơn, đó là có thời gian nhiều hơn gia đình. Thì đó mới là gia đình, chứ không phải là về chồng mẹ vậy. Vậy thì có cách nào khác là cách này để có khi mà mình đã xác định được cái lý do nó khác là phương án nó khác liền, thì mình sẽ tìm thấy được những phương án. Ví dụ nếu như mình đã xác định được là để mình có nhiều thời gian mà dành cho gia đình hơn, và không phải chỉ có mình, bởi vì khi mà mình xác định lý do đó nghĩa là mình biết là gia đình cần được sự chăm sóc, và mình là một thành viên trong gia đình mình phải làm như vậy, đồng nghĩa đến những thành viên trong gia đình khác cũng phải làm. Thì lúc này mình phải biết sắp xếp như thế nào để tất cả những thành viên khác cũng có thể làm, bởi vì đó là điều cần, đó là điều tốt mà mình đã được biết bằng trí, chứ không phải là mình dính mắc trong tình cảm gì cả. Thì vậy nếu như mình xác định được lý do đó rồi, vậy thì anh chị em nó có trường hợp không phải không mình? Vậy thì mình sẽ phải sắp xếp như thế nào? Ví dụ một cái người mà người ta không có điều kiện thì có thể là một tuần người ta về thăm chăm cho mẹ, chăm cho ngoại một ngày. Đó là đến mức cái mức độ đó hoàn toàn nó sắp xếp được mà. Cái một cái người mà quá bức, quá khó thì là một tháng một lần, một lần để chăm cho mẹ cho ngoại. Đúng không? Mà nếu mà rồi bắt đầu tới đó là giải quyết vấn đề có mặt tại chỗ, bắt đầu giải quyết tới vấn đề không có mặt tại chỗ. Như vậy thì mình sẽ thiết kế làm sao để có thể ít nhất một ngày mình có thể gọi điện về được, mình có thể call về được, mình video call chẳng hạn. Ví dụ như 3 buổi mình có thể gọi 1 buổi. Điều đó là điều khá dễ mình làm được. Nếu như mình thấy và mình lựa chọn được ngay từ đầu cái phương án nó đúng, nếu như mình đã lựa cái phương án giải quyết nó đã sai ngay từ đầu rồi thì hàng loạt cái phía sau là nó đi vụ luôn, nó sai hết. Mà một cái sai nó sẽ làm duyên cho cái sai khác được sổ khác. Thì mình đã học có sinh duyên rồi, bất thiện thì có sinh bất thiện, mà thiện thì có sinh thiện, không có ngược lại, không có xíu me nha. Cho nên nếu như mà mình đã lựa một cái quyết định mà nó đã không có hợp trí thì đồng nghĩa là nó câu sang tới những quyết định sau cũng ly trí luôn. Cho nên phải rất là cẩn thận. Và đó là cái mà quý vị học được thì khi mà quý vị học duyên, chứ không phải chỉ là mình học duyên là nó có duyên đó, duyên đó, duyên đó. Trời ơi, mấy cái đó học để làm gì? Mấy cái đó học để bỏ đi. Cái mà chúng ta mới học là ứng dụng vào trong đời sống thực tế đó. Đó là ta tạo duyên. Còn nếu không thì tới giờ ta đi học thôi, tới giờ ta đi học thôi, duyên tạo ra ta. Thế ta đâu có tạo duyên đó. Ta học để ta quan sát, ta nhìn là những người xung quanh ta, ai bị duyên tạo, ai tạo ra duyên, ta có bị duyên tạo không hay ta tạo duyên. Phải làm được chuyện đó, phải làm được chuyện đó. Quan trọng duyên lắm. Và khi mà mình làm được cái chuyện đó rồi đó, thì mình thấy cái cuộc đời này nó mỏng manh vô lắm. Không có cái gì để ta bám víu ngoài cái con đường thăng tiến mà ta lựa chọn, con đường tu tiến mà ta lựa chọn. Chỉ có vì cái chuyện nào mà chuyện mà giúp cho ta tốt cái sự thăng tiến hoặc sự tu tiến, ta chọn. Chết mà chọn. Đó là ưu tiên hành đạo. Nó phải là ưu tiên hạnh nhân. Rồi luôn luôn nhớ thế. Mà tất cả những quyết định nào khác nó ảnh hưởng đến quyết định đó. Và ta luôn nói trong đầu là ta làm này nhưng mà ta cũng sẽ thăng tiến, là đừng chọn. Bởi vì quyết định thăng tiến của bạn nó đã là thứ yếu rồi, không phải thứ yếu. Nhưng mà mình vẫn phải sẽ phân thăng tiến là cái nguyên mục tiêu. Ví dụ con sẽ đồng hành với bạn đó để tụi con cũng được thăng tiến. Đó là biết rồi đó. Nghĩa là dù chọn cái chuyện đồng hành với cái người đó là trước tiên, chứ không phải là chọn thăng tiến trước tiên. Nghĩa là nếu như cào bằng ra mà dù mà trung thực với bản thân mình cũng có sắc rạc, dù chọn thăng tiến mà tới ưu hơn chuyện đồng hành với người đó. Chẳng biết hết. Thì nếu như mà gọi là mình là công bình với chính mình thì mình đã sai ngay từ đầu. Rồi một cái điều mà nó đã sai ngay từ đầu thì làm sao mà nó tiến nữa, nó chỉ có lùi thôi. Chỉ là nó lùi bao nhiêu lâu. Và trong cái quá trình lùi đó, bạn có phải là lùi một bước để tiến một bước không, hay là bạn lùi rồi lùi luôn?
cái đó nó tùy vào cái trình của bạn, đúng không? Cũng như vậy, ví dụ như cái cách của Hương chọn nó cũng tương tự như vậy. Em sẽ chọn như vậy, nhưng mà em sẽ vẫn duy trì sự thăng tiến. Nghĩa là sự thăng tiến là trở thành thứ yếu rồi, sự tu tiến đã trở thành thứ yếu rồi, mà nó đã là thứ yếu thì nó không phải là thứ nhất. Mà nó đã không phải là thứ nhất thì nó có thể dưới cái thứ hai, mà nếu nó đã dưới cái thứ hai thì nó có thể dưới cái thứ ba, và nếu nó đã dưới cái thứ ba thì nó sẽ trở thành một cái thứ nào đó dưới tất cả những thứ. Vì sao? Vì cho nó ví dụ như đó, Hương dạy ở một cái trung tâm ngữ chẳng hạn, ví dụ người ta có một cái chương trình gì đó mà nó phi pháp, tức là nó phải là chánh pháp, dù trong một cái môi trường đó dù không thể không làm. Vậy thì sự thăng tiến của Du phải đặt dưới cái chương trình đó. Thôi làm là không sao. Đó, vậy thì Du hiểu cái chỗ đó không? Yeah. Và nhiều lần như vậy thì sự thăng tiến của Du á, nó tụt xuống tới như vậy. Nó mới chi vậy. Và sự thăng tiến không phải còn là cái mà Du nhớ trong đầu nữa. Và cái Du nhớ trong đầu là những cái thứ mà Du đã hy sinh sự thăng tiến để đánh đổi nó qua rất nhiều lần. Vẫn còn. Sự tu tiến nó trở thành một cái thứ mà quá vãng vàng so. Lúc nào thì phải luôn luôn nhắc nhở trong cái đầu của mình, thằng tiến không? Tôi có chọn nó không? Hay là có một cái khác nào nó đã leo lên đầu cái đó rồi? Thì bắt đầu cái đó nó được tụt xuống. Khi mà thiệt ra tôi thấy nó rất là dễ luôn. Cái chuyện mà mình tự mình hạch tội mình nó dễ lắm. Và khi mà Du làm một cái điều gì đó đó, là bởi vì trong chúng ta có sẵn hạt giống tà quý. Chúng ta có sẵn hạt giống đó, cho nên là chúng ta mà thấy nó cứng cắn đó, dừng lại đi, đừng có ngụy biện nữa. Chúng ta ngụy biện tiếp là chúng ta lừa chính mình. Chúng ta dừng lại và chúng ta nói: tôi sai rồi, tôi biết tôi ngụy biện, tôi biết cái chỗ đó là tôi không có công bình với chính mình, mà tôi vẫn làm cái điều đó, tôi chưa có vượt qua được nó. Ok, Du dừng lại, Du nói như vậy rồi Du cứ làm cái điều sai. Có thể là Du chưa vượt qua được, cái Du chưa có sự thực tập đủ lớn, nhưng mà ít nhất là Du biết Du sai, ít nhất là Du biết Du đang ngụy biện chính Du, thì Du có cơ hội Du buông nó ra được. Còn nếu mà Du cứ khăng khăng không, ta làm điều này vẫn thanh tiến, thế rồi là Du đánh lừa chính mình. Thì không phải Du đánh lừa chính mình thì còn ai có thể giúp Du vượt qua được nữa. Nhưng Du còn lừa Du, nó thì hỏi Du còn trung thực với ai. Cho nên cái chuyện mà mình phải trung thực với chính mình nó quan trọng lắm. Mình lừa hàng triệu người, lừa cả thế gian, nhưng đừng lừa chính mình. Mà Du lừa chính mình á, là Du đi trong cuộc đời nó trông che nó không có bình an, nó không bao giờ có được hạnh phúc tự tại nhé. Trên kế tiếp đừng bao giờ lừa chính mình. Mình có một cái tòa án rất là lớn, là tòa án lương tâm. Cái người bình thường họ gọi là tòa án lương tâm, nhưng mà với Phật học á thì nó gọi là cái tấm tàm cũng biết mình có. Giờ mình biết đến một lúc bất chợt mình cảm thấy nhục đó, là có tà cuốn lên, lúc đó có điều kiện nó sinh tồn. Cho nên là hãy tàm quý trước, rồi sau đó bắt đầu tới phân tích lựa chọn của em tư, để mà mình có thể lựa đi trên con đường thăng tiến, trên cái sự nghiệp tu tiến. Đó là cái điều rất là quan trọng. Nếu mà không được cái đó thì chắc chắn sẽ có cái khác chuyện nhiều ạ. Nhiều lắm. Nếu mà chư vị mà ngầu rồi đó, chư vị mà nghiệm lại tất cả những người đã đi qua cái nơi này, đã hằng dấu chân đâu đó trên cái mảnh đất này, nơi tâm khảm của quý vị thì quý vị sẽ học được nhiều lắm. Khi đâu đâu cái tôi nhẩm gì đứa này, đâu đâu tôi nhẩm về người kia vậy đó. Thấy nhỉ?
Nhiều khi mình ngẫm mà mình thấy trò nó xót xa đau, mình xót xa đau. Đôi khi mình về thấy duyên nghiệp nó chẳng chịt đó, nó quấn con người ta đến thở nổi, xót xa. Có những cái nó đến rồi nó đi, có những cái nó đến để mà nó lấy đi, có những cái nó đến để mà nó cho đi, có những cái nó đến nó ở lại. Cái ngắm cái ngắm gì cái đó kinh, tất cả những thứ đó là ta tạo ra đó, ta tạo ra nó từ vô tình đến hữu ý, ta tạo ra nó, ta tạo ra để mà ta khổ, ta tạo ra để mà ta dính mắc, ta tạo ra để mà ta trải nghiệm. Nhìn rồi khi một cái gì nhìn thấy được như vậy rồi đó, trời cái gì sợ ghê luôn. Lúc nào cái gì làm gì cũng có sự cẩn thận, là một chút xíu rồi ta đã từng như vậy, ta đã từng sai như vậy, như vậy, như vậy, ta có nên tạo nữa không? Hiểu không? Đó, hiểu đó. Không có khéo còn sau khi mà mình đã nắm được như vậy mà mình vẫn làm, là vui lòng của chính mình. Vui lòng khác lắm, vui lòng trong sự hiểu biết. Và vui lòng điều đó mà nó thất bại nhưng vẫn quan hiểu. Vì dù có sự trù bị hết, vì dù biết chắc chắn rằng có tỷ lệ phần trăm nó thất bại rồi, nhưng ta đã lựa chọn làm vì những lý do thế này. Cho nên nếu nó xảy ra và nó thất bại như vậy, ta không có khởi lên một cái sự bất khởi ý nữa. Hiểu không? Mà phải học như thế đó, tức là học từ chính bài học của cuộc đời mình, những thứ mình đã trải qua. Dù không cần phải bước ra khỏi cửa phòng đâu, vẫn có thể học được. Nó vi tế là như vậy. Cho nên tôi chả buồn phải đi đâu hết. Tôi bước vô bước ra tôi suy ngẫm, tôi nghĩ là những gì tôi trải qua nó dư để tôi suy ngẫm rồi. Thế ngồi tôi ngẫm tao 10 năm nữa chưa hết, nhiều lắm vậy, kính lắm. Thì đó là tự tu. Thì với ba cái tuệ, tự văn, tự tu, tự tư, thì tôi thấy tôi chả cần đi đâu, tôi cũng có thể học được cái tuệ luôn mà. Cho nên thôi tôi cố gắng. Thì tôi mong là quý vị cũng cố gắng sử dụng những chất liệu đó. Mỗi lúc sẽ qua cho con mình đó, điều là bài học cho mình học hết á. Đừng nghĩ là nó là thứ gì xa xôi nhiều diện, đó là thứ gì hóa đổi bình thường. Chất liệu đấy không? Để chúng ta nói duyên tạo ra ta hay ta tạo ra duyên thì nó đã 10 giờ rồi. Tới câu số 2 đi nha. Mình quýnh để mình biết để bữa sau đó mà mình nói sao cái câu số 1 rồi. Khi ta ngồi thiền, ta có mọi điều kiện và có hổ tương duyên luôn, thì ta có thuận lợi để đạt đến đạo quả hay không? Câu này lúc đó là tôi sẽ hỏi gì cái gì đấy. Trời, sao tôi hỏi mà tôi nhớ mà quý vị trả lời đi không nhớ? Sao lúc dễ phân quên. Tầm đó là tôi đặt câu hỏi gì cho bạn Trúc. Bạn Trúc ngồi vị trí đó, ngồi dưới chỗ đó. Cái đó hỏi là Trúc còn hỏi cái gì hả? Vâng. Nguyên cậu đang cậu đi. Tôi phải chuyển xem. Đó tôi ngồi bên đây rồi. Bạn có môi trường tại nam. Thì đó có điều đó có thuận lợi bạn đạt đến cái mục đích cuộc đời bạn không? Hiểu rồi. Nhớ không? Giờ tôi đặt câu đó cho vui. Hơi nhớ. Vô ngồi ở vị trí dưới cây ghế đó, một cây ghế. Và cũng câu hỏi đó bây giờ tôi đặt lại. Bạn có môi trường không quý?
bạn có được sự hỗ tương duyên của tôi, của hội chúng, của tất cả những điều kiện này, bạn có thuận lợi để đạt đến những cái chuyện này. Hình như được bác trả lời bị chửi nè. Đúng. Nhớ rồi. Bị chửi hai lần. Tại vì cũng không trả lời đó mà lý giải. Nhớ rồi. Thế là sao rồi? Chúc ngồi đó xong rồi cái hấu là ngồi kế đó. Chúc trả lời đầu tiên xong rồi hỏi một vòng hết. Đúng. Vẫn bị chửi. Hình như là nó còn có bò nữa mà. Đúng. Bò ngồi đây chúng hỏi chính xác, chính xác. Vẫn bị chửi. Good. Nhớ rồi đó. Ký ức đã hiện về. Hiện chưa có đầy đủ. Hiện có điều đầy đủ mới một phần thôi, một phần thì. Chứ có mọi điều kiện nhưng mà mình không biết sử dụng nó cũng đâu có được đâu. Không có được có em. Con trả lời đó là con chết chắc rồi đó con biết không? Trả lời có em không? Thế nào cũng được. Đó là chỗ này. Đó là đi rồi. Những cái câu suy ngẫm này nó hay lắm. Tôi thích những câu hỏi suy ngẫm nó sẽ nhiên lắm. Cái gì? Con suy ngẫm mà. Mà tôi lái lại chứ cho các quý vị nó có cái sự gần gũi. Là người cũng suy tính kỹ lắm mới trả lời ra mà vẫn bị chửi. Là con tính mày không nên tính luôn. Trả lời ra. Thank you.
đó, cho lại xong cái nước, cho lại mình sẽ biết rồi đó là tin tích cực hay tích cực. Xong nhớ cái gì gì không? Trời ơi, nhớ cái gì 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 không vậy? Câu hỏi này là dành cho bạn. Nhớ cái gì không ạ? Nhớ cái gì không ạ? Nhớ cái xung quanh của nó không ạ? Hay ghê vậy. Từ từ mới thấy vô trí nhớ nó từ từ nó có hồi lại nè. Từ từ nó hồi phục. Có nhiều người cao tuổi. Thì nó hồi cũng sao đi. Nửa năm trước. Thôi đứa này trả lời không được, đứa mấy người cao tuổi thôi bằng nhớ được mớ kìa. Dù có chấp nhận hay không, tuổi này vẫn lên nhỉ. Suy nghĩ đi, trả lời cho. Trả lời trước đi. Cái chuông được nâng cấp á. Chị em mới sinh. Hình thái mới. Hả? Một hình thái mới của cái chuông. Cái chuông này đẹp. Cái chuông được thân cấp. Bụng cũng bự ha. Cái đít cũng bự. Đít có bự không ta? Bự đều. Thôi mẹ ơi, bự đều. Cái đầu mới có bự. Sao vùi dọc con đi cái chuông dữ vậy? Ngồi đây đi con, suy nghĩ, trả lời dành nha. Giờ chuyển sang chuyện cái chung luôn. Nãy một trận mới chơi. Có nhà hỗ trợ. Rồi hết thời gian lâu lắm rồi đã coi trả lời. Câu hỏi này về những chút bạn đó. Ủa sao thấy buông xuống chuẩn bị trả lời sao thấy ghê vậy? Có, em xin xét. Lần thứ hai trả lời lại. Mà y như lần nào là biết còn luôn rồi. Bây giờ trả lời có sai thì cũng có hỏi lưng hồi cao lắm. Thì đúng cũng lưng hồi cao lắm. Đúng sai thì lưng hồi hết á. Không có vô cái lời hết. Cái này nó lên cái nào hết. Làm sao? Làm sao cũng có việc tưởng phát triển nào hết. Chúc lên là... về để mà kiểm tra cái sự phát triển thì để đó, đi dạ. Lần nữa trả lời để cho cái nữa cho nó trẻ trả lời trước. Quá sợ phải trả lời. Rồi ai muốn đi trả lời không đi? Ai trả lời không? Tôi không bị trả lời không, tôi mới trả lời. Làm đó tôi mà cứ như này mà tôi không trả lời câu này. Theo như chính nhất của tôi là như vậy. Rồi, ai có câu trả lời giùm đi. Như cười là ta. Thì chị Trúc con nói rồi, nhỏ tuổi trả lời trước đi, em nhỏ kéo ra. Con nhỏ nhất trả lời. Trả lời trước. Con hồi nãy không có nghe được nói mọi người cái là câu mà có phải học lớp tài năng gì đều thấy thăng tiến gì đó, mấy cái con trả lời cái câu đó thay cho con này không? Tại vì theo con nghĩ thì con với cái lượng kiến thức của con thì con có thể trả lời được câu đó, mình như con câu đó mà nãy giờ trả lời câu tài năng đó thôi. Ờ, vậy chứ bạn nghĩ trên câu này hả? Trả lời câu hỏi, bạn câu hỏi nè, bạn có môi trường thuận lợi, có sự hỗ trợ từ mọi chú, từ thầy thì có thuận lợi cho việc thăng tiến của bạn hay không? Đúng rồi. Cái này cũng rất là phụ thuộc vào yếu tố đó. Sao? Không thể nào sao? Không trả lời quen thuộc. Không thể nào trả lời là khó nhớ không chưa? Được. Mà là trời là thế nhưng mà tôi nhớ được cái đó đó. Đi hành tập, đi hành tập. Đi lại đó, biết bao nhiêu tiếp từ nào. Những cái yếu tố này nó còn phụ thuộc một phần vào cái người đó. Cái gì
khi mà họ có cơ hội đến đây, họ có cái môi trường như thế này, họ có những cái hội chúng hỗ trợ thì chưa chắc là họ hay thân tiến. Tại vì nếu con thấy có những bạn mà những anh chị học chung với con đó, là họ đến đây họ học, nhưng mà sau đó có rất là nhiều yếu tố chi phối như là gia đình và những cái yếu tố như mối quan hệ, thì nó khiến họ dần dần ít xuất hiện ở đây hơn. Và con nghĩ theo cái yếu tố, con tích theo một cái yếu tố trong duyên thể đó, thì nó phụ thuộc một phần vào những cái duyên mà họ đã tạo trước đó. Và khi mà những cái duyên đó nó trổ quả thì cái những cái duyên đó với cái môi trường ở đây nó sẽ thành hai cái cảnh, và tùy thuộc theo cái thằng nào thành cảnh chủ duyên thì họ sẽ bắt cái cảnh đó. Ví dụ như là có những người thì họ lựa chọn là họ đi học mà họ không có, thay vì đi chơi với bạn bè thì họ thấy được cái việc học là cần thiết, thì cái việc học cái môi trường ở đây đã thành cái cảnh chủ duyên đó với họ. Nhưng mà cũng có những người họ chọn họ chọn đi chơi, họ chọn nghỉ học để đi chơi, thì những cái gọi là những cái chủng tử của họ gieo trước đó thì bây giờ nó đã gọi là nó lớn quá, nó thành cái cảnh trưởng của họ, họ bắt cái cảnh trưởng đó, nó lớn hơn cái cảnh trưởng ở đây. Nên là stop please, đọc lại câu hỏi. Nên là tôi cũng muốn bạn có môi trường thuận lợi, có sự hỗ tương từ hội chúng và từ thầy thì có thuận lợi cho việc thăng tiến của bạn hay không? Câu hỏi này là dành cho bạn. Câu hỏi này dành cho bạn. Nãy thầy để tôi đã nhắc một lần rồi mà. Chứ không phải dành cho ai chứ. Bà đừng nói ai cái đời con chỉ ví dụ như một cái trường hợp là cái mình đã xa đà ví dụ người khác rồi. Một đứa con á thì trong trường hợp này thì câu hỏi này với con thì là có không có cũng được. Ví dụ có phân tích gì là nó có là nó sai, nó đọc hết phân tích với bạn không? Nha, có thỉnh Thiên Thiên không? Thiên không có dám về, nó trả lời gì Thiên Thiên dám về. Tôi nhớ đúng là tôi xác nhận, tôi nhớ tôi đã đúng. Thế nhưng còn trẻ. Bị những còn trẻ. Con thì ngoài những cái yếu tố này ra thì con còn có những cái điều kiện thuận lợi khác. Như là mượn lại câu hỏi luôn. Em đọc cho con. Bạn có môi trường thuận lợi, có sự hỗ tương từ hội chúng và từ thầy thì có thuận lợi cho việc thăng tiến của bạn hay không? Của bạn. Bạn đó. Bạn tên là... Bạn đó, bạn ngọn. Tôi ít, tôi nhấn âm rất chuẩn. có, rồi. Không biết nhưng mà có thuận lợi cho cái việc thăng tiến của bạn hay không thì là có. Tại vì từ khi mà con gọi là gia nhập cái môi trường ở đây á, thì con có cái sự gọi là sửa mình nhiều hơn, và có cái nhiều cái sự là cái sự cải thiện trong mặt, trong cái đời sống, như là về mặt gia đình, về mặt tính cách, về mặt học tập, thì tất cả đều có một cái sự tiến bộ nhất định. Và những cái tiến bộ đó cũng nhờ một phần vào việc là con được mọi người hỗ trợ, được hành rất là nhiều thứ và mọi người sửa sai. Thì con hỏi là mọi điều kiện là môi trường ở đây và những hội chúng này của chúng tôi hay không, thì dựa vào những cái gì con đã trải qua thì câu trả lời của con là có. Tôi chưa nói gì đâu, bởi vì còn người kế bên. Đi rồi nè, hồi đó còn người chỉ là đầu tiên vậy không, trả lời cuối cùng rồi. Hồi nãy đứa nào nói nhỏ trả lời trước, trả lời. Nhỏ là đúng nhỏ không là... Đúng rồi. Ở đây con bự hơn ai? Đâu có, nhỏ là cái thời điểm mà bạn bước vào trung tâm bộ. Con bự hơn ai? Tôi đi bước sau ổng đó. Cô hổ báo à. Tôi bước sau ổng đó. Tôi phạm không? Tôi bước sau ổng đó. Đường nào bà cũng sao, bà cũng sao thôi bà ơi. Thêm gì? Đã chưa? Hết thì hết đi, con không sao đâu. Có chị chú cô nói. Hết. Đúng rồi. Có tiến bộ hơn chị chú cô hồi xưa một xíu. Hãy nhìn người xưa vẫn còn đây. Sao trí tuệ nó bay. Đặt lại
tự đọc lên câu hỏi, cái xem tự trả lời xong tự đọc lên câu hỏi nữa, thôi đi không đọc lại câu hỏi nữa giờ đấy chắc. Bạn có môi trường thuận lợi, có sự hỗ tương từ mọi trước thì có thuận lợi cho việc tham vấn với bạn hay không? Thì thời điểm hiện tại, câu trả lời là tôi ý thức được những sự lợi ích từ môi trường này mang đến, sự hỗ trợ từ hội chúng và thầy, tôi nguyện lấy đó làm chất liệu để suy ngẫm và thực tập làm viên bằng cho con đường tư tưởng. Lật thời đạo. Không có. Đó là câu trả lời hiện tại, con mới đi xong. Đó là câu trả lời của con. Cái câu để nguyện á, mỗi tối mà mình đi con cũng nguyện hết. Chị học lại được không chị kìa? Ừ, chị đọc nhanh quá, không có cảm xúc nhanh không á nhá. Chị đọc lỡ như là chị trả bài chứ không chị trả lời. Thì nè, đó con từ cái viết đầu cô ra con mới viết ra thôi. Tôi ý cười. Mọi người lại. Không biết sợ rồi, nó thiếu một chữ mà chết. Tôi là được những sự lợi ích từ môi trường này mang đến, sự hỗ trợ từ hội chúng và thầy. Tôi nguyện lấy đó làm chất liệu để suy ngẫm và thực tập, làm duyên lành cho con đường tu tiến của mình. Đó là câu trả lời của con ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà nhất cũng có sự khác biệt sau bao nhiêu năm tháng. Ít nhất là không lặp lại con đường xưa. Con nhớ là như là con cũng y như vậy đi. Con nhớ là con lần đầu con là cũng có thể có hoặc cũng có thể không. Nghe con trả lời như vậy á. Chân là bị tán vô mà. Con còn mới vừa học xong. Bạn biết mới vừa học xong cái gì không? Cái gì? Cái câu gì mới vừa xong mới giải thích cái gột xong. Tôi nói cái bữa đó cái bữa đó tôi cũng đã giải thích trước một nùi trước xong. Rồi đây câu thứ hai. Còn là để cho viên tạo. Còn để viên tạo. Cũng tùy nữa, tùy vào cái người như thế nào. Dung này xong tới thằng Dương Hấu. Y chang. Tới thằng Dương Hấu cũng bị hình như vậy nữa. Cũng tùy mà ai cũng tùy hết. Đúng rồi, nãy tôi đã suy nghĩ đâu rồi chắc em được có tiếp người rồi. Đó, mà vô tì là vô để cho Duyên tạo ra rồi. Thế mẹ mới học xong cái rột ở trên nó qua câu số 2. Với chị về như cũ. Tôi nguyện với tôi phải sử dụng được những chất liệu có được ở môi trường này để tôi thăng tiến chứ. Để tôi phải chủ động để tạo ra nó chứ. Giờ bây giờ tôi để cho thôi, được không được thôi. Con kể thứ là nó thuận lợi không thì có thuận lợi thì ai là không? Nhớ. Nó thuận lợi không cho mình chủ động. Đó, vô sử dụng nó. Thì nó thuận lợi. Vô biết sử dụng nó, vô không biết sử dụng nó. Khen. Thì nó trở thành cái đốn ngạc tướng. Ví dụ, vô dịch thấy cái môi trường này là đốn ngạc tướng của bao nhiêu người chứ phải là thuận lợi đó. Đúng rồi. Dù sử dụng môi trường này làm rất là tốt. Trái. Dù nói ồ, dù có sự thuận lợi ở môi trường này để vô thăng tiến. Ai chỉ dùng? Dù trái. Chỉ cũng là các dù thôi. Đấy, như vậy là dù nào tạo ra duyên thì dù đó chủ động. Dù nào bị duyên tạo ra thì dù đó bị động. Cũng biết hết như vậy. Thế quý vị sẽ thấy đây. Ôi, báo cáo là một nỗi kinh hồn và ám ảnh. Như là thay ma, hút sát người. Vũ tạo ra, ra tạo ra. Tất cả những tác ý đó là từ một nghìn vũ tạo ra. Chứ tôi chưa hề làm một điều gì cả. Chết thì làm rồi mà. Vũ tạo ra tất cả. Lỗi là tại duyên. Trời ơi, ông đừng nói nữa, tôi mới nước kìa. Ông nói hồi tôi sạch bây giờ. Ủa, chưa đâu, tối này dễ hiểu. Dễ hiểu, cười thầm. Thôi, tự mình tác ý rồi. Tất cả những cái thứ mà đến với mình nó đều là chất liệu để cho mình thăng tiến. Nếu mình ý niệm được điều đó thì mình thăng tiến. Everywhere, every time, every day, every day. Còn nếu mà Du không có, Du để cho Duyên tạo ra thì một cái cảnh đối ngại tướng đến Du thôi. Du không chơi cái này nữa, không cái này gì không chơi nữa. Không chơi đi, đúng không? Đó. Dự tự Du giảm mất.
Mắc gì tôi phải làm như vậy? Mắc cái gì? Mắc cái gì? Thì vô mắc cái sự sáng kiến, mắc cái sự tu tiến của vô. Thì vô hãy mở to con mắt của vô lên, vô coi đó những người mà bước khỏi môi trường thăng tiến, xem họ làm gì, bây giờ làm gì, ở đâu. Thì tự tất nhiên vô hiểu à. Đấy. Nếu mà mình có sự tự động thì dù là môi trường này hay bất cứ môi trường nào, yeah, good, chính xác. Không phải là mình rớt khỏi môi trường này thì mình chính xác. Bởi vì tôi mới nói, tôi có làm cái gì đâu, tôi có làm cái gì đâu. Mà dù sử dụng được tôi hay không mà thôi. Thì cũng như vậy, ở tất cả mọi nơi dù có sử dụng. Đấy. Vậy thì để trả lời được câu đó thì vô phải quay về câu số 1 hồi nãy vô nói. Tức là vô chủ động tạo ra môi trường này, chứ không phải môi trường này tạo ra vô. Vô vậy thì vô phải ngồi đó, vô đã tạo ra được cái màu sắc gì của mình ở cái môi trường này. Vô đã đóng góp được cái gì cho sự thăng tiến của môi trường này. Đó, vô tạo ra nó, mình đã tạo ra vô. Vậy tôi nói với quý vị rất là nhiều rồi, tôi thề luôn là ai đi đến đây ăn cướp cái môi trường này về cũng không được. Vì sao? Vì người ta nếu ăn cướp cái môi trường này về được là người ta nuôi hết đám này đó. Thì người ta tạo được cái hấp dễ. Rồi nếu như người ta không nuôi hết được cái đám này như vậy, không nuôi hết đám này về thì người ta không có tạo ra được gì đâu. Vì sao vậy? Vì cái môi trường này nó được tạo ra bởi cái đám này, chứ không phải bởi mình tươi. Nói vậy tôi về nhắn mình lên đây. Không, mình em không đủ đâu anh. Không hết gì. Có vậy đó, chưa hiểu không? Cho nên tôi muốn có sự thăng tiến, tôi phải chủ động tôi tạo ra cách vô. Vô muốn có sự thăng tiến thì phải chủ động tạo ra cái đám còn lại. Đừng có mơ, đừng có mơ chỉ ngồi khoe phẻ phẻ vậy thôi. Từ con người chị thăng tiến này, tuổi sướng, hỏi phải lo gì hết. Ủa đâu ra vậy? Tôi hiểu không? Đó, đó là sự chung tay của tất cả mọi người. Và cái bạn có quyền sử dụng nó. Bởi vì sao? Bạn là nó, mình nó là bạn. Chứ không phải bạn lợi để bạn hưởng, xong hưởng xong đi về. Vậy là hết miếng bình an nó chạy về. Hết miếng bình an. Ở đâu ra vậy? Ở đâu? Nhớ một vị khách chuông ra. Ở đâu ra vậy? Nó hết miếng bình an thì nó đủ. Hiểu không? Không có gì đâu. Dạ, đó các bạn cứ để ý những người mà chạy hết miếng bình an vậy. Bây giờ họ khổ thế. Họ khổ thế. Họ không ý niệm được rằng họ tạo ra những cái bình an ở môi trường này. Hiểu không? Họ sức cộng. Nó phải hiểu một cái nó sâu sắc như vậy đó. Nhiệm vụ của bạn phải vỗ tay, mà nhiệm vụ của bạn về ghi hết tất cả những câu trả lời của ngày hôm nay, vì nó thuộc về câu hỏi. Vâng, không, tao không phải là qua hỷ dùng mọi người, qua hỷ chính là qua lễ năm, cái đầu nó đã có cái sự phát triển. Chúng phải quay để lại những câu hỏi cũ. Vậy bắt được những cái tầng sóng xung quanh. Đúng rồi, câu hỏi cũ. Nửa năm sau thì cũng hỏi con y chang vậy. Ông lẽ mà tính nửa năm sau rồi gì học gì nữa bên này. Đó, mới nói sao con kêu thầy tạo ra mà con không phải là người tạo ra. À, đúng rồi. Ta thấy lúc nào mình cũng rớt vô vậy hết không? Cái chủ đạo. Cái bài này học trước cái lúc lâm chung với những người ra đi không còn mang giá. Và tôi chờ đợi cái điều đó đó, tức là Du có chủ động không? Du phải nhớ về đi, Du phải nhớ về tất cả rồi Du sẽ thấy. Và những con người ra đi là họ đã bị duyên dẫn dắt không? Chính xác. Chính là họ mặc định giao phó cuộc đời họ cho duyên dẫn. Tôi lúc nào tôi cũng luôn luôn mở ra một cái cánh cửa. Bạn muốn gì? Bạn chọn gì? Bạn làm gì? Bạn nói đi. Mày nói. Dư nhớ không? Trước những buổi ra đi đều có những buổi như vậy. Trước những buổi ra đi đều như vậy. Tôi mở hết tất
cả cửa có thể mở, nhưng không, bạn là người đóng cửa nó lại. Tôi mở ra các bạn đi sau lưng mình đóng lại. Tôi mở ra các bạn đi sau lưng mình đóng lại. Người ta trung thành vậy thôi chứ, mở cửa thì ta đóng giùm. Vậy đó. Còn nổi gì nữa. Nhưng mà người ta chỉ quên người ta đi ra và thở trong đó người ta luôn, đóng trong... lại. Rồi người ta đóng lại, rồi cái xịt khói vô chết. Vô để ý đi. Bao nhiêu người y hệt như vậy. Trời ơi, tôi chờ đợi không, con muốn như vậy, giờ con làm như vậy, không như vậy. Bạn chờ. Tôi không có quyền nào, tôi không có một cái quyền nào để tôi đuổi bạn. Tôi không có một cái quyền nào để tôi từ chối được các bạn, vì sao? Bạn chọn tôi đâu có quyền gì tôi từ chối được chứ. Bạn hiểu không? Tôi không thể nào từ chối được bởi vì nó quyền nó thuộc về bạn. Bạn chọn tôi chứ không phải tôi chọn bạn. Ok, được rồi. Bấy nhiêu nó đủ rồi. Trưởng thành. Bạn muốn ở, bạn muốn đi, chuyện của bạn. Bạn hiểu rồi. Đúng rồi. Bạn muốn ở, bạn muốn đi là do mình mà. Do bạn chứ không phải do tôi. Nó có đuổi. Tôi đâu có ai có quyền đuổi con được hết á. Đâu ai đuổi cho con, tự xách chối đi thôi. Đó vậy. Vậy đó. Không ai giữ. Không ai đuổi cũng không ai giữ, không ai làm gì được bạn hết á. Làm. Trời, muốn tự đi đi luôn không nghĩ đâu nha. Hiểu chưa? Trời ơi, bữa nay các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi thôi. Nè, nè. Trời ơi, khai sáng. Phục hưng làm như lúc trước u tấu phục hưng đâu được, không thể nào nói như vậy. Lên anh nói bé, anh bé phục hưng sao đây, phải cố gắng tạo ra, đừng có để hay tạo ra mà lại đó, chủ động đi. Em chủ động, hiểu không? Rất quan trọng. Nói xong rồi tôi thấy chống bạn thì tôi hết đường. Kẹo thầy, kẹo không? Cô một kẹo đi. Thôi, này cũng hơi mệt. Mời gửi ra. Thôi đáng thời gian rồi đó. Chị về dưới đi chị. Nhớ đánh lại câu hỏi cho thế hệ sau. Vâng, đúng rồi. Bạn làm nó tới giờ đi rồi.